Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 19 tháng 7 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc. Ông Nguyễn Văn Kiển, thương binh 3/4, phường Châu Phú B và ông Trần Phẩm, thương binh 2/4, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Tại các nơi đến thăm, Đại tá Chào Chắc, Phó Chính quỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thay mặt đoàn công tác đã thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài, thương binh Nguyễn Văn Kiển và thương binh Trần Phẩm. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Đồng thời chúc cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, phát huy tốt truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành và động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng cấp ủy chính quyền xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển.